Đây này các bạn, nó để là Strawberry King Kong. Trái nó bự lắm mà sao mình trồng thì nó cỡ này thôi à. Tuy nhiên đây là lớn nhất hồi trước giờ, lớn nhất từ trước tới nay rồi đó. Cũng thấy ham lắm. Đây nè, nó chùm 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 luôn á. Có những trái cũng hơi hơi chín, chín chín hơi chín quá luôn rồi đó chứ. Cũng bự lớn á chứ anh hả? Anh thấy lớn không? Có cái không biết là nó ngọt cỡ nào thôi à. Nó Strawberry King Kong. Đây em để cái này đây đi, để đâu bác cho mình. Mình thấy đâu mình thu hoạch đó. Cái này mới có hái luôn chưa ha. Rồi để mình hái bên này trước đi. Này chín nè. Rồi bên đó trái xong rồi đó. Nè, nó cũng chùm chùm nè. Mau chín ghê, tại mấy bữa trời nắng á. Trời cũng đẹp nha. Ừ. Chín bóng giận luôn. Strawberry ở nhà trồng vui ghê. Mình trồng có ba cái ba chậu hả các bạn. Oh wow, trái này bự nè, cái này bự cành luôn nè. Còn đâu nữa không? Ôi da, sao mà nó lúng dưới này nè. Lúng gì có bị hư không đây? Chưa. Bên đây nè. Này quỷ con gì ăn rồi nè. Thơm á, mình nghe thơm luôn á. Các bạn, đây là Strawberry King Kong gì nè, mình chưa ăn, một lát nữa mình sẽ rửa rồi mình ăn thử nha các bạn. Hy vọng là nó ngọt, thơm phức luôn á. Anh thì ăn chua giỏi hơn em, chắc ăn lá anh ăn thử. Rồi bên đây, bên sau lưng mình á, thì mình có trồng mấy cái dây dưa, mấy cái dây dưa dưa leo. Để rằng mình cũng thu hoạch luôn hôm nay, nó cũng bự lắm rồi. Nè các bạn, trái dưa thấy cưng quá. Khi mà ở nhà mà mình trồng được một trái á, nó quý lắm. Dưa này cỡ này là ăn được rồi. Dưa này giòn ngon nè. Nè có trái nè. Ôi quá chừng trái luôn anh ơi. Nè anh thấy không? Nè, 1 2 3 4 5 luôn nè. Trái nhiều ghê á, mà nó không có, ý là nó chưa có phát đó nha. Rồi bên đây. Ôi chèn ơi, thôi thương quá đi, có người anh coi anh cột trái dưa mà anh cột cái dây anh cột anh không coi. Ông xã của mình đó các bạn, đi ra hả dùng cái thai grab cột cái dây dưa mà cột luôn cái trái vậy, thiệt tình thiệt chứ. Ôi da, chèn ơi, bên đây nè, bên đây có mấy trái luôn nè anh, không có biết được, không có biết được là nó có nhiều trái như vậy luôn. Cái nè. Có trái này trên đây, trái dưa này là nó cao nè, nhưng mà nó cũng hơi hơi lớn rồi nè. Vậy đó, chứ cũng đủ ăn rồi đó nha các bạn. Ăn thử cái dưa này nha các bạn. Cái này chùi chùi. Nông thôn ở nông dân là vậy đó các bạn. Ra ngoài vườn á, cái thấy cái trái gì muốn ăn là cứ hái vô rồi chùi chùi ăn à. Mình ăn thử nha. Ngọt lắm anh.
chắc trái này dưa non. Mệt quá, ăn cho bớt mệt. Cái giống này dưa gì mà ngon hơn cứ thường nào. Giống này nè, đồng thôi anh. Dưa Trung Đông, Persian, Persian cucumber. Ngon quá. Ngon ha. Cái dưa này nó, cái dưa nó láng, cái dưa nó láng ngậu lắm. Thôi nè, trái này ngon quá nè, bự cả luôn. Đó. Xong dưa rồi nè các bạn. Bây giờ mình ra ngoài phía trước mình thu hoạch bí ngòi, bí vàng với lại bí xanh hai loại. Có cái mà hơi bất ngờ là cách nay chừng 4 ngày thì mình có làm một cái video là mình quay mình thu hoạch những cái em đó. Nhưng hồi sáng mình ra mình tưới cây thì mình thấy mấy em nó, em nào em nấy bự bằng cái cổ chân mình hết rồi. Giờ không biết làm sao ăn. Dù muốn dù không cũng phải thu hoạch các bạn nha. Anh hết hồn chứ. Không biết cách ăn kiểu gì luôn á, sao mà nó bự dữ không bà con. Kệ nó thôi, thu hoạch thôi. Cái này chắc kỳ lắm. Ôi da nó nặng ì luôn, kệ nó, ngày mai cứ thu hoạch đi rồi hả, không có ăn được gì ăn, không tính sao. Đây một trái nữa nè. Sao bẻ dễ vậy nè. Anh ơi thôi. Trong đây trái nữa nè. Không có thấy được không luôn á. Ôi da. Bên kia một trái nữa kìa, bên kia mấy trái nữa luôn, mới chết chứ. Đây nè. Ủa cái này hôm trước hình như mình không thấy làm sao á. Cái này mà thu hoạch mà cũng bị thu hoạch sót nữa các bạn ơi, thế chết rồi. Anh coi nè anh. Không, tại vì nó lớn nhanh thôi chứ cái này còn non nè, cái này em thấy còn ăn được nè. Các bạn ơi, đây một cái nữa nè. Nó non mướt luôn á, chứ lớn vậy đó. Đó rồi, bây giờ mình chắc phải nhờ ông xã mình bưng ra chứ mình bưng hết nổi rồi các bạn. Mấy cái này á là không có xài được nè. Này nó khi nó lớn mà nó lớn không đúng á, không có ăn được. Cái này còn maybe. Cái bí này nè, có con trái là nó bự vậy á. Này ơi, sao cái màu vàng nó đẹp quá ha. Mình cũng trồng được mấy cây cà tím nè các bạn, mà chắc chưa ăn được đâu ha. Này để đi, nó lùng lùng á nè, thấy cưng không. Bên đây cũng có ăn trái hai trái nữa nè. Nhỏ xíu à, chưa ăn được. Chắc cũng sắp hết rồi á. Muốn cuối mùa hay sao vậy? Rồi, được như đây. Hôm nay mình sẽ thu hoạch cái bông cải tím này luôn nha các bạn. Mình không biết làm sao luôn nè. Đó. Nó thu hoạch riết rồi nó có kinh nghiệm. Đây.
sao mà nó cứng vậy ta? Hấp dẫn quá à. Đây nè các bạn, bông cải tím của mình đây, thu hoạch vừa mới xong, thơm phức luôn á. Đây là cái dâu King Kong mà mình mới vừa thu hoạch, mình mới vừa đem vô, mình rửa xong rồi đó các bạn. Bây giờ mình ăn thử nha. Bây giờ thì mình sẽ ăn một trái, mình lựa trái nào ngon nhất đi. Tại vì mình ăn chua dở quá, mà nếu mà mình lấy trái dở dở mình ăn nữa, cái rồi mình la nó chua tội nghiệp đó. Mời các cô chú, các anh chị và các bạn cùng ăn strawberry với mình nha. Bất ngờ anh, nó ngọt vô cùng luôn. Dạ. Ngọt lắm. Anh ăn thử coi. Ngọt ha. Quá ngọt luôn. Vậy là cái trái này ngon phải không anh? Nên trồng các bạn ơi. Đúng luôn anh ơi, ngọt lắm á. Em có thể nói á, em chưa bao giờ ăn strawberry mà nó ngọt như vậy. Có nhiều lúc em đi tới những cái farm mà nó trồng strawberry mà mình mua vé mình vô đó, ăn vẫn không ngọt như cái này. Mà những cái chỗ mà nó bán strawberry tươi trong cái những cái ngã tư đồ mà mình hay ghé mình mua đó, nó mắc thiệt mắc á, ăn vẫn không ngon bằng cái này. King Kong strawberry nha các cô chú, các anh chị. Ngon quá. Ngon thiệt á. Đây nè các cô chú các bạn, mình thu hoạch để coi mình được một ít trái dâu strawberry King Kong, bông cải tím nè, bí ngòi màu vàng, bí ngòi màu xanh, đậu que và một ít trái dưa leo. Bây giờ thì trời cũng chiều rồi, mình sẽ dừng video ở chỗ này. Cảm ơn các cô chú, các anh chị và các bạn đã bỏ thời gian ra xem của mình. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye.